Map thi đấu sẽ là map tướng Vikendi, một map mà hứa hẹn sẽ có rất nhiều những cái diễn biến hấp dẫn khi đây là một map rất thích hợp với những team có kinh nghiệm thi đấu lâu năm như kiểu là Box, như kiểu là Amatrix. Wow, một đường bay đầu tiên phải gọi là cực đẹp ở khu vực Milna, kéo thẳng lên đến Chepno và gần như nó sẽ cắt đôi bản đồ ra. Các team gần như thoải mái lựa chọn tất cả những cái địa điểm đến mà họ mong muốn, không gặp quá nhiều trở ngại với cái đường bay như thế này. Rất nhiều team đang nhảy ngay ở quãng thời gian đầu của đường bay, đó là Amix, đó là Xavier và thậm chí là cả Vinastar. Và một lần nữa thì vẫn là một cái máy bay này thôi. Tôi nghĩ Không giỏi rằng đâu em. là chắc là đổi màu, chắc là đổi máy bay thôi chứ khó mà có ai lật đổ được. Cái player đang có cái level của pass cao như thế này. Và bây giờ thì chúng thấy rằng là các team họ cũng đã bung dù ra hết rồi. Và điểm đến sẽ là ở những đâu đây? Seven Factory thì có vẻ như sẽ thuộc quyền kiểm soát của Bad Boy thôi. Trong khi đó Matrix hình như là họ đang hướng tới khu vực Post Voto. Chepno sẽ thuộc về Wiseau Sirius. Còn những cái tên khác thì đang phân bố khá rộng ra ở góc 10 giờ của bản đồ. Lại có tranh chấp khu diễn ra rồi. Quattro ngay lập tức nhận được cầu thủ Thompson tới từ siêu. Rõ ràng quãng thời gian đầu mà nếu như mới chỉ có giáp 1 mà gặp Thompson thì không khác gì là gặp bố cả. Bắn rất đau. Trừ giáp cũng như là fire rate Wow, cao. August bằng một cái địa hình mà toàn băng tuyết như này, August lại cởi trần, mặc quần đùi, Đây người trông ta hơn gọi là chiến binh mùa đông. Winter Soldier. Và bây giờ thì trên lưng là hai khẩu UB45, một khẩu có sắm thanh, một khẩu không. Lượng trang bị rất nghèo nàn từ August hiện tại khi anh đang loot ở một căn nhà lẻ, một cái nhà kho lẻ ở đây. Không có quá nhiều tài nguyên đâu. Và bây giờ thì sẽ quyết định lấy xe và di chuyển sớm hay không. Còn với Amix, sau khi có cho mình một mạng quãng thời gian đầu thì Vinastar cũng đã bỏ đi luôn rồi. Có lẽ sẽ không có thêm giao tranh được nổ ra ở đây đâu. Vòng bo đầu tiên đã xuất hiện và đó là một vòng bo lại là rất nhiều nước. Vâng, cũng phải đến tầm 40% là nước. Nói 50 thì hơi quá nhưng 40 chắc là ok. Tâm điểm đang là cuộc V2 và vẫn chưa có bất cứ ai di chuyển được vào sâu trong tâm bo cả. Trong khi đó thì những team đã lỡ nhảy lên cực bắc của bản đồ như kiểu là Vince, như kiểu là White Social, bây giờ thì sẽ phải di chuyển quãng đường khá xa vào đó. Đúng là như vậy rồi. Và với cái góc nhảy của mình thì Infinity IQ nhá, tôi cảm thấy là họ luôn luôn có lợi thế. Với cái việc vòng bo ở trong map hiểu Vikendi này, nó toàn là giật sang ở bên cánh trái. Rõ ràng là như Tuy vậy. nhiên thì các thành viên của Infinity IQ họ lại không quyết định mở sâu hơn ra khỏi những cái vị trí mà mình đã nhảy quãng thời gian đầu. Đã rất nhiều game như vậy rồi. Họ chơi rất an toàn và bị động vào thời điểm đầu. Hầu như sẽ chỉ là loot đúng ở khu vực mình đã hạ cánh thôi. Chứ không hề muốn mở rộng phạm vi di chuyển. Trong khi đó Bốc, B-Mây đang lạc trôi ở giữa đâu được cánh đồng này. Và cuối cùng thì cũng đã di chuyển về những đồng đội của mình. Và sẽ loot thêm một vài những lượng trang bị thôi. Tuy nhiên thì khu này cũng chỉ là một khu lẻ. Và không có quá nhiều tài nguyên đâu. Có lẽ là ngày hôm nay bóc họ không lấy cho mình ở khu vực villa, chăng có thể cho mình xin lại một cái mini map được không để xem ai đang là người lấy khu vực villa đây. Có lẽ sẽ Hải Phòng Legion, đúng là như vậy rồi. Hải Phòng Legion với cả bóc này cứ có một trận họ nhường nhau, một trận họ lại không nhường ở khu vực villa này. Rất nhiều những cái sự duyên nợ, có vẻ như là bên phía bốc game này họ cũng hơi mệt mỏi việc tranh chấp rồi. Họ nhường hoàn toàn villa cho Hải Phòng Legion và lượng tài nguyên là cực kỳ nhiều. Kaido có một set 2, khẩu AKM cũng như là khẩu Uzi nữa. Đấm nhau luôn cho nó cẩn thận. Tuy nhiên thì ta cũng biết rồi, đó là PUBG Mobile này thì sẽ không được gây đam lên người đồng đội. Chỉ với những quả nết thì may ra hoặc là những tiếng đâm xe thì may ra mới có thể làm được như vậy thôi. Venus vừa có mạng của Kingman tới. Lại là những tiếng bắn nhau của thời gian đầu, trong đó Gunner Master làm gì đây? IG Sport có vẻ như đang giao tranh với cả Siêu rồi. Venus là cái tên bị confirm ngay lập tức. Một tình huống mà Venus đã cố gắng xử lý độc lập sau khi knock out được Kingsman, nhưng rõ ràng 1v4 là điều không tưởng. Và đó là một điểm hạ gục mang về cho IG Sport khá dễ dàng. Và giờ thì với một điểm hạ gục này họ sẽ tiếp tục di chuyển rất thoải mái ở khu vực dưới nước nóng thôi. Sunoa có một bộ đồ chú thỏ trắng khá xinh, kèm với đó là một chiếc ba lô cá voi cực kỳ là thân thiện. Giờ thì Vin Signature. Vị trí của chip ở đây, một khẩu G36C. Cùng với đó là một khẩu Uzi, chính xác là một khẩu Uzi có đuôi. Trong cái đó thì full một set 2. Cũng Lượng trang bị cũng là có thể khá chấp ổn, nhận được. khá ổn dành cho chip. Tuy nhiên mình nghĩ rằng sẽ vẫn sẽ muốn cải thiện thêm.
đến từ thành viên Queen's Quest Adventure, khi vị trí họ nhảy cũng rất tách biệt với những team khác và thoải mái loot đồ thôi, không gặp bất cứ một trở ngại nào cả. Tiếp tục là tìm kiếm thêm những cái first kit, những bình nước cũng như là cả pen pill. Quay trở lại với Talon thì sao? Họ cũng đang là những cái công cuộc loot đồ, không hề có thêm những tiếng súng nào xảy ra trong game đấu này. Có vẻ như đây sẽ là một game đấu hiếm hoi trong ngày chiều hôm nay mà chúng ta không được thấy những cái pha giao tranh đầu game. Rõ ràng rồi, map Vikendi gần như luôn luôn là như vậy. Và không biết rằng là về với một map gần như là bản địa của mình, người ta liệu có thể lột xác được ở trong trận thi đấu gần như là cuối cùng này hay không đây. 4 game đấu đầu tiên của ngày hôm nay thì Talon gần như đã không thể hiện được quá nhiều điều. Đều là những tình huống chết lẻ, mất người sớm. Giao tranh trực diện thì họ cũng thua khá nhiều. Và bây giờ thì sẽ còn rất ít cơ hội cho Talon họ sửa sai. Liệu rằng trong game đấu này hoặc là game đấu tiếp theo, Talon có đem đến bộ mặt khác hay không? Hay sẽ vẫn tiếp tục là một cái phong cách thi đấu rất bạc nhược? Trong khi đó thì Wind Tribal đây đã phát hiện ra được bóc rồi. Tuy nhiên trên tay Gấu Ca chỉ là một khẩu MP5 thôi. Của MP5 gắn X4 để sấy tầm xa như vậy thì tôi nghĩ rằng là không hợp lý lắm. Bóc đang tìm kiếm thêm cho mình những cái địa điểm đến sau khi mà bị tranh chấp đi mất khu vực villa. Thì họ đang phải đẩy đội hình đi lút lẻ. Và rõ ràng ở đây thì lượng xe cộ cũng như trang bị đang là khá nghèo nàn. Rất khan hiếm, họ chỉ có đúng một chiếc xe trượt tuyết. Và chiếc xe này thì cũng chỉ kẹp được 2 người thôi. Sẽ có người phải đi bộ. Rất khổ dành cho các thành viên team box khi họ để mất khu villa. Đều chỉ là quá trình đi lút dạo. Hiện tại thì Luis cũng có cho mình được G36C, AKM và một set 2. Nhưng máu nước gần như là rất khan hiếm. Chỉ một first kit với 2 lon nước thế này thì hơi khó để di chuyển vào trong những vòng bo tiếp theo của map TVGD. Một map mà cần rất nhiều cái lượng máu nước để có thể tồn tại được. Rapid ở đây, giáp 3 mũ 2 thậm chí chưa có cho mình bật first kit nào. Nhưng mà lượng nước ra để thấy được 4 painkiller, 5 con warrior. Wow. Chắc là sở thích của Rabbit là uống nước ngọt đây. Vâng, rất nhiều nước cho Rabbit uống và đang tận hưởng một cái quá trình đi du lịch của mình thôi. Chưa đọc được ý đồ của thì các thành viên team Cyber thể phải là gì khi đang làm một tình huống di chuyển lẻ từ Rabbit, không biết ban gì còn lại thì đang ở đâu nữa. Cũng vẫn đang là tiến sâu hơn vòng bo đến từ Xavier thôi. Một mini map hiện ra trong một tích tắc khiến cho chúng ta không kịp trở tay thay quần áo và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trận thi đấu mà toàn bộ các team chúng ta đã đủ 4 người rồi. Nhưng hơi đáng tiếc thì C team như Vinastar đã mất đi mỗi team một người ở quãng thời gian đầu. Vâng, đang có một tình trước tình huống đi đâm sâu hơn và bò đến từ cả 4 thành viên của IG. Ở một góc khác thì quay sống xuất bắt đầu đụng độ với Gunner Master rồi. Đã có người đầu tiên nằm lại và đó là cái tên Capon. Bắn từ đầu cầu bên kia sang đầu cầu bên này nhưng quay sống xuất vẫn có thể có mạng được. Rất xuất sắc đến từ những người chơi của quay sống Sirius. Một cái phong cách rất khó chịu sau khi lấy được một mạng họ đi luôn. Không cho trả thù, cay chưa. Quay trở lại với Wind Tribal thì sao đây? Hisu Mister là Gấu Ca vừa được Alan sẵn sàng. Nhưng ngay lập tức thì đó là pha đổi mạng tốt đến từ Pino rồi. Apo là nạn nhân nhưng Pino cũng đang lại bởi McRae kèm tức McRae. Confirm ngay Pino. Lợi thế hơn người cho đến với Wind Tribal rồi. 3v2 nhưng bây giờ Tataka đã cân bằng tình huống đó. Khi mà Gấu Ca bị đông lại chúng ta yếu máu ngay tức nằm lại trong họng súng Hisu Mister và chỉ còn lại một người chơi rất được yếu pha lực đó Luka. Đang cố bỏ chạy tiếp theo chúng tôi bị nhiên liệu của Tataka sát được hay không đây khi mà Wind Tribal đang bắn sao nó rất sát nhưng có vẻ như Luka an toàn rồi. Mất đi cho mình đó là khoảng 70% lượng máu nhưng vẫn đi được. Nhưng và cái giá phải trả vẫn là ba đồng đội của ta Luka đã nằm lại. Đúng là như vậy. Lại một lần nữa thì Talon mặc dù đã về với map mà có thể nói rằng họ chơi tốt nhất rồi. Nhưng lại là gần như một cái top 16. Còn lại một người duy nhất đó là Luka mà thôi. Bây giờ Smoke được ném ra nhưng để làm gì đây? Con à vâng, vậy là để cứu những đồng đội của mình. Luka nhìn hơi nhầm một xíu, sorry anh em. Rõ ràng là họ cũng đang bị một chút sự đe dọa đến từ các thành viên team box và ngay tức phải trả thêm ra những quả smoke để có thể có thêm những cái phạm vi cứu nhau một cách thoải mái nhất. Trong khi đó thẻ phòng Legend có vẻ như bị thu hút bởi những tiếng bắn súng vừa rồi và họ đang muốn công thẳng vào khu nhà của thành viên Tribal. Nổ súng rồi, chính xác hơn thì sang sang đã bị một tình huống Kaido KS mất. Bên phía của thành viên team Wind Tribal liệu rằng có đủ sức để chống lại vòng Legend không đây? Vẫn chưa kịp hồi máu lên đến từ cả 4 người chơi của Wind Tribal đều đang rất yếu. Tham dự vào cuộc chiến ở khoảng tham minh như thế này thì Hải Phòng Legion sẽ là những người có lợi thế. Tuy nhiên thì đây cũng là những góc mà Wind Tribal họ có thể hoàn toàn bắn chéo được với nhau. Đãi cùng chờ xem Hải Phòng Legion sẽ làm nhau. Đây một quả nết khởi đầu cực thuận lợi khi mà Kaido knock out đi McRae. Lợi thế hơn người dành cho Hải Phòng Legion rồi. Bắt đầu công lên nhưng chọn một con đường công như thế này liệu có chống trải quá hay không. Đây rất may mắn đó là bộ không quyết định lắc ra và sấy vào vị trí của Kaido.
Có vẻ như tầm này là thời điểm mà Queen Trouble họ đang rén rồi, họ không dám nho ra bắn nhau nữa. McRae bị confirm bởi Kaido. Và dần dần thì Queen Trouble họ đang mất đi những phạm vi di chuyển khi để cho đối phương ép vào quá dễ dàng. Kaido đang là người giữ cho mình được một vị trí khá quan trọng gần như là tiền tuyến của bên phía team Hải Phòng Legend để những thành viên còn lại có thể nối gót theo sau. Bắt đầu bị bắn vào từ Liều rồi, Liều không được may mắn như Kaido và bị bắn rất nhiều máu đầy. 50% cây máu đã ra đi. Bây giờ thì Kaido đang muốn mở cánh. Tuy nhiên thì hãy cẩn trọng nha, Kaido có cho mình double kill, triple kill dành cho vị trí của Kaido rồi. Hiskin biết lộ vị trí ra, Kaido nằm xuống, đang muốn gạt giò. Một lối chơi rất khó chịu tới từ anh chàng nhìn ông cách này. Và bây giờ thì có lẽ cũng sẽ nằm mà thôi. Nhưng Hải Phòng Legion cũng đã mất đi một người mất rồi, khá là đáng tiếc. Vâng, một tình huống 1 đổi 4 tạm là chấp nhận được dành cho Hải Phòng Legion. Nhưng nếu như giữ lại được một người trong cái pha xử lý đó thì có lẽ là tuyệt vời hơn, hoàn hảo hơn rất nhiều. Chính xác. Dù sao thì mới chỉ là 10 phút, 11 phút tiêu trôi qua thôi. Với việc mất đi một người thì phần nào đó cũng sẽ là một sự thua thiệt dành cho Hải Phòng Legion. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, họ đã bỏ túi cho mình tổng cộng là 5 kill trong game tiểu này. Sẽ làm số điểm bổ sung khá khá cho trong cuộc đua trụ hạng ở top 16. Và The Master sẽ làm gì đây? Đang di chuyển vào bò rồi, và trên chiếc xe này đó là Silent cũng như là Mon. Vâng. Đây được. Chắc là Mon này, Mon xem xong xóa đây. Vâng, và giờ thì đã di chuyển vào bò đến từ với các team. Magic là đội tuyển duy nhất đang chơi phong cách quét bò, đi rất sát Blue Zone. Và liệu rằng với lối chơi này thì Magic có thể tiếp tục đem về cho mình những cái số lượng điểm lớn hay không, khi mà game trước họ đã có trên một cái top 1 với rất nhiều kill rồi. Bây wow. giờ thì chúng ta có một cái thính thứ hai được rơi xuống. Và có vẻ như đây sẽ là phần quà dành cho Bad Boy. Một khẩu Groza kèm luôn cả giảm thanh cho nó cẩn thận. Rất béo bở với cái thính này. Và Bad Boy không, mình nghĩ rằng không có lý do gì để từ chối cái thính rơi thẳng vào tầm tay như thế này cả. Trong khi đó thì các thành viên của Vincenzo cũng đang di chuyển xuống từ góc 12 giờ vị trí Dobrometo. Tuy nhiên thì món tiếp theo lại giật khỏi họ rồi, và họ sẽ tiếp tục phải đuổi theo vòng bò này. Trước mắt thì đó đang là Gunner Master, phần nào đó hơi khó khăn cho Vincenzo. Đúng là như vậy, sẽ có một chút khó khăn dành cho Vincenzo. Bây giờ là với những chiếc xe của mình thì không biết rằng Vũ Thỏ có thể giúp cho những người đồng đội tìm kiếm được một phương án vào bo một cách tối ưu hay không. The Master thì cũng đang có những đường men theo khu vực eo biển này. Đây là những cái vị trí eo biển rất là đẹp, với việc vòng bo nó vẫn đang giữ ở ngoài khu vực biển rất nhiều. Trong khi đó thì bên phía Xavier lại và Bad Boy rồi, cuốc cú vẹt nằm xuống cùng một lúc luôn, chỉ bởi cái tên cái đầu lạnh thôi. Và bây giờ thì Deadshot cũng như là Kelvin rồi, xong Kelvin rồi, Deadshot kết thúc tháo chạy đi. Và đây sẽ là 3 điểm, ít nhất là 3 điểm hạ gục dành cho Xavier. Một pha công vào siêu tốc đến từ Xavier và gần như Bad Boy không kịp trở tay. Bây giờ thì chạy đi đâu đây hả Kelvin ơi? Không hề có cơ hội. Qua quả smoke được trả ra. Ái được chảo. Rất cẩn trọng đến từ Bin. Ném cao sớm mốc ra chỉ để đập chảo thôi, cũng như là giấu lại cả chiếc xe trượt tuyết nữa. Nhưng mà thôi, như thế thì cũng được, khá là đã. Cái cảm giác mà được cầm chảo vụt người khác, đặc biệt là trong một giải đấu lớn chứ không phải là một trận đấu rank, thì nó khá là tuyệt vời. Ở đây thì các thành viên Vinastar và C-Team đang khá là gần nhau. Nếu như không nhầm thì C-Team ở quãng thời gian đầu họ lấy đi Quattro đúng không? Chính xác. Pha tranh chấp khu nhẹ và duyên số như thế nào thì lại đưa đẩy hai team này đến rất gần nhau. Nếu mình nhớ không nhầm thì hai team này cũng đã vào nhau khá khá lần trong ngày hôm nay rồi, chứ không phải là lần đầu tiên. Và liệu rằng lần này thì cái kết nó sẽ dành cho ai trước đây? Liệu rằng Vinastar sẽ phải dừng lại hay là siêu team? Có lẽ sẽ phải đợi những vòng bò tiếp theo thôi, khi vòng bò thứ hai đang dần trở nên là yên bình hơn. Ủa? Có một tình huống mà August thấy Xavier ở đây, tuy nhiên thì rõ ràng cự ly là rất xa và không thể nào có cơ hội cho August có thể nổ súng được. Đây chúng ta có một bộ đồ rất cute này cho Jun. Một bộ đồ ngủ. Một chiếc dép Grot. Trong lưng vâng, đó vậy thì là Bob... Mon xúc xích xào đã nằm xuống rồi. Rất nhiều những pha bắn sang bên phía của Bob. Không biết rằng là Mon đã bị confirm hay chưa đây, vậy là đi đã rồi. Bị confirm. Mon đi, và Gunner Master chỉ còn lại bộ đồ đó là King cũng như là Silent. Sẽ là một game đấu rất rất khó thở dành cho hai người chơi còn sống Gunner Master. Và thậm chí rằng là họ vẫn chưa thoát khỏi tầm ngắm của bốc đầu, vẫn đang là kề sang từ P-May. Và như đội của anh ý nữa, liệu rằng có muốn đẩy lên để làm nốt đi bộ đôi còn sống của bên phía Gunner Master hay không? Có lẽ mình nghĩ rằng sẽ không được gì phải mạo hiểm từ bốc à. Tuy nhiên thì có vẻ như Huy Gà không nghĩ vậy, lên xe rồi. Chắc chỉ là một điều giấu xe thôi.
lượng phương tiện của Bóc ở thời điểm hiện tại là không nhiều, và cái việc nắn nót trong những cái pha xử lý nho nhỏ như này nó cũng sẽ khiến cho Bóc giữ được ít nhất là một cái chiếc Dazia đó. Chính xác. Và rõ ràng thì map Vikendi này luôn là một map mà cái lượng phương tiện của bạn cũng sẽ quyết định rất nhiều điều. Một map rất rộng để có thể di chuyển được bằng chân không, và cần có những cái chiếc ô tô, những chiếc xe để có thể di chuyển cách thoải mái nhất. Và sau một vài những pha giao tranh, một vài những pha mất người lẻ các team, thì bây giờ gần như mọi người đều đang chờ đợi thôi, chờ đợi vòng bo nó thu vào, và đến với vòng phây thứ 3 thì mới tiếp tục di chuyển. Một cái thính tiếp tục rơi ở đây, và đó là một cái thính có của AUG giảm thanh cũng như là set 3. Vòng bo tiếp theo cũng đã có, và gần như nó giật về góc 6 giờ vòng bo trước, vẫn còn khá diện tích nước biển, và hoàn toàn những đội tuyển như là Amic hay gần Master có thể tận dụng điều này để di chuyển dọc eo biển một cách khá là an toàn được. Và lại một lần nữa chúng ta thấy Infinity IQ lại kẹt tại một cái vị trí khá là xấu rồi. Họ không di chuyển sớm, họ loot rất lì ở khu vực nhảy ban đầu, và bây giờ thì họ lại bị kẹt lại bởi rất nhiều màu xung quanh. Có thấy rằng là không chỉ Bốc và Master mà sau lưng họ thì có cả các thành viên của Vinsignature nữa. Quãng thời gian tiếp theo không biết rằng là Ferrari sẽ di chuyển như thế nào đây. Xung quanh gần như là không có một cái địa điểm nào thoáng cả, tất cả các vị trí đều đã có người. 48 player còn lại phút thứ 17 như thế này. Siêu team ở đây, một chiếc xe trượt tuyết cũng đã là bốc cháy, đúng hơn đó là hai chiếc luôn. Bị phá mất hai cái xe rồi, khá khổ. Dỗi dã man. Giờ thì Lavender, có vẻ như là vừa rồi Lavender bắt được một người chơi của team địch phi xe vào, khi mà ở đây có một cái hòm xác này. Lavender đang loot. Và bây giờ thì siêu team vẫn còn chiếc ô tô, có thể di chuyển tiếp thôi. Quay trở lại Vin thì sao đây, đang đi giữa đường như thế này luôn á. Có ai bắn sang hay không đây? Không quyết định lấy xe nữa rồi, khi mà sợ rằng ở đây có nguy hiểm. Trong cái đó thì Bóc Gaming cùng với Wiser Suyết va vào nhau. Lewis đã là người đi đầu tăng lên với khẩu AK, nhưng Lewis đâu có phải là vị trí tăng cơ đâu. Nào, một mạng dành cho vị trí của Tom, nhưng đó lại là một pha bắn chéo ra của Dana. Infinity IQ, Dana có đâm kiểu Lewis đã ủng được tay GH, và đó là dấu chấm hết dành cho Wiser Suyết khi mà họ bị kẹp bởi cả hai team. Mà lại là hai team rất mạnh, đó là VQ cũng như là Bốc nữa. Và đội hình Wiser Suyết rụng rời hoàn toàn chỉ trong khoảng 10 giây. Một pha giao tranh mà gần như Wiser Suyết không có cội chống trả. Quay trở lại Gunner Master, họ đã nghe thấy rất nhiều những tiếng động phát ra từ hướng của Bốc rồi. Tuy nhiên thì Silent không hề có một góc nào để có thể bắn chéo sang được. Và mình nghĩ rằng thì cũng chỉ là những nhòm ngó thôi, ngó cái thôi, chứ không thể nào làm gì được cái team Bốc cả. Nhìn đều cái nhẹ rồi, không sao cả, cự ly là rất xa. Với cái chiếc scope 3 của mình thì anh chàng Silent này cũng sẽ có được một cái tầm nhìn khá là tốt. Giờ thì ta thể thấy được nếu như vòng bó tiếp theo mà nó out khỏi khu vực góc 12 giờ thì các team họ sẽ phải va vào nhau rất nhiều đây. Lúc đó thì ngược lại hoàn toàn ở dưới khu vực góc 6 giờ đang khá là thông thoáng, rất chống trải. Hiện tại thì tất cả team chúng ta đều đã vào bo rồi, và cái mật độ thì đang phân bố không đồng đều, nửa trên thì rất đông nhưng mà nửa dưới thì gần như chúng ta chỉ có một vài cái tên thôi. Và thường thì với tập tính của vòng bo ở trong giải thi đấu này của chúng ta thì nó sẽ thu về nơi mà có ít người hơn. Xem liệu dòng vòng bo lần này nó có đúng như vậy hay không đây. Thực sự nếu nó thu về góc 6 giờ thì mình nghĩ rằng là trận đấu này tốc độ nó sẽ đẩy lên cao hơn rất nhiều. Nếu nó giật ngược lên trên thì có lẽ sẽ là chậm lại một chút. Chúng ta chờ đợi nào. Crazy Dog phát hiện ra Hải Phòng Legend rồi. Trọng đang quay phát sang với khẩu G36C. Tuy nhiên thì cũng chỉ là những pha muốn phá xe đối phương, và không thể nào có mạng được ở cự ly như thế này. Phá được một chiếc xe của đối phương, phá hết lốp rồi cũng sẽ là ok. Lượng trang bị cũng khá là giàu ở đây. Faro thậm chí full set 3 luôn ạ. Mà chỉ là những điều loot thôi nhá. Rất may mắn dành cho anh chàng Faro này. Chỉ là chiều pha... cùng với rồng đang có lẽ là giữ cho nhau một chút hơi ấm ở trong khu vực nhà vệ sinh đó. Rất lạnh. Chúng ta thấy rằng là xung quanh hai người chơi toàn là tuyết thôi. Và rủ nhau vào một căn nhà vệ sinh để sưởi ấm thì nó sẽ là ok. Qua chủ đại Matrix thì sao? Hiện tại thì họ đã tiếp cận được trong bo rồi. Cất xe rất kỹ và nắn nót đến từ Matrix. Thật ra thì đó cũng là những sự khác biệt giữa những đội tuyển hàng đầu và những đội tuyển ở top dưới. Họ xử lý những cái chi tiết nhỏ như thế rất là cẩn trọng và nắn nót. Còn những đội tuyển bị những đội tuyển đang ở top dưới hơn thì thường là họ có những pha đỗ xe đúng kiểu là rất bất cẩn. Nó ẩu hơn. Và đôi khi sẽ có những tiếng mất xe nó rất là lãng xẹt. Nhưng với những top player thì họ coi trọng chiếc xe không khác gì ở mạng sống cả. Rồi thì chúng ta xuất hiện vòng bo tiếp theo rồi. Và đúng như những gì mà mình đã dự đoán thì nó xuống thẳng với cùng góc 6 giờ thôi. Thôi xong rồi. Bây giờ thì những team như kiểu là Crazy Dog, Bok, Talon hay là Xavier sẽ phải va vấp vào nhau nếu như muốn di chuyển vào được trong bo một cách toàn mạng. Nhưng bây giờ thì sao đây? Amic bắt đầu nổ súng rồi.
Giao tranh đang nổ ra liên miên ở trên khu vực góc 12 giờ. Ít nhất vừa rồi đã có 3 người phải nằm xuống. Gunner Master khá là nghiệt ngã. Loki cũng đi Zico của Infinity IQ rồi. Liên tiếp là những tình huống có mạng ở đây, và Zico nằm giữa đường thế này thì trời cứu. Những người còn lại của VQ đang ở rất xa và có vẻ như sẽ phải bỏ đi một hướng khác. Chỉ nếu tiếp tục di chuyển vào thì gần như sẽ gặp phải cái chốt chặn mang tên là Rồng và Chiều, với một căn nhà quá đẹp đang chặn ở ngay viền vòng bò. Một tình huống scout tốt của Zico khi mà biết rằng ở đây có hai team rồi. Phần còn lại thì sẽ là để cho những người đồng đội quyết định đó là di chuyển cái con đường như thế nào thôi. Quay trở lại với Mick, Masu đang gây rất nhiều sự khó chịu cho King. Và bây giờ có một quả đết trả ra, liệu rằng có chính xác hay không? Quả đết hơi trượt rồi, khi mà King cũng đã bơi đi. Tiếp tục là những pha nhòm ngó đến từ Mick thôi, nhưng mà dần dần thì họ đang mất đi những con mồi. Gunner Master của anh cũng đã thoát được với chỉ một mình bị chiều King. Silent đã bỏ mạng lại trong pha thi đấu trước đó. Vị vua đang đi vi hành rồi, không còn bất kỳ một hộ vệ nào xung quanh cả. Vua mà lại ở dưới biển này, non phải giống Aquaman. Rồi, trong khi đó thì các thành viên của Amix vẫn đang cố gắng tìm kiếm những con mồi. Brick vừa rồi đã hạ gục đi quan 1v4 của IG Esports. Chưa thấy có một pha confirm, có lẽ khoảng cách khá xa. À, vậy là những cái căn nhà liền kề với nhau. Một tí hỏi thăm nhẹ sức khỏe của những người hàng xóm dành cho Brick. Rất tốt tình. Và giờ thì vòng bo đã thu vào với tốc độ chóng mặt rồi. Và chỉ vài giây nữa thôi, chúng ta sẽ có hình ảnh về vòng bo mới. Và liệu rằng đó có phải là một vòng bo khắc nghiệt hay không đây? Không rồi, nó chỉ giật về gần như là tâm của vòng bo trước. Và cũng đã có một lượng team nhất định ở trong bo. Và với những cái điều di chuyển rộng của Marco như thế này thì sẽ lại là những căn nhà clear dành cho Magic thôi. Rất tự tin đúng không? Rõ ràng thì Marco vẫn đang tỏ ra là một trong những scouter hàng đầu Việt Nam. Khả năng di chuyển, đọc bo cũng như là côn team là tuyệt vời đến từ Marco. Xavier cũng đã tiếp cận được vào bo rồi. Họ vẫn giữ được rất nhiều xe, nhưng ở một góc khác thì bốc lại vào Crazy Dog. Và lần này thì Chiều là người nằm xuống bởi Huy Gà bên phía Crazy Dog, nên nhớ rằng họ cũng chỉ còn hai người thôi. Và một người đã bị nốc rồi. Rồng có dám nhảy ra cứu đồng đội mình không đây? Tôi không hiểu sao Chiều tự dưng lại bay ra ngoài nhỉ. Lúc nãy thì họ có cái căn nhà này và lại lựa chọn hướng di chuyển ra ngoài đường, khá là trống trải đến từ vị trí của Chiều. Chắc là định ra lấy xe và chuẩn bị đi thôi. Và đây là một chí bắt đầu out ra khỏi bo rồi. Rồng nếu như muốn cứu người đồng đội của mình thì cũng cần phải nhanh lên đi. 7 giây nữa thôi sẽ đủ tham minh để Crazy Dog có thể cứu nhau. Trong đó thì Bóc cũng đã bỏ đi rồi. Họ không cố gắng cầm chân cái thành viên Crazy Dog lại khi biết rằng đó là một vị trí rất xấu. Vấn đề ở đây là Bóc chuẩn bị đi qua hàng tấn các cái đối thủ của mình rồi. Di chuyển bốn anh em trên một chiếc xe ô tô như này, liệu rằng có phải trả giá cho được từ Bóc hay không? Trời ơi, rất nhiều người đã bị bắn yếu và có người dụng lại. Đó là V-Mây rồi. Loki cũng đang yếu máu, Huy Gà bị ngã xe và bên phía Bóc họ đang dụng rơi hoàn toàn. Và chỉ là nó Loki như Luis thôi, cả hai người đều đang yếu lắm rồi. Giờ thì chắc phải có phép màu để may ra bộ đôi của Bóc có thể sống được. Ngay lập tức Choco Zero đẩy ra. Huy vẫn đang cố gắng đã lộ ra những full stamp rồi. Chủ động free fire không trúng một ai cả, và đó là dấu chấm hết dành cho đội của Bóc Gaming. Đấy, một lần nữa ta thể thấy tầm quan trọng của chiếc xe. Việc chỉ có một xe và di chuyển cùng nhau là rất mạo hiểm. Và bây giờ thì có vẻ như Faro đến cúng mạng ư. Chỉ còn lại khoảng 1/5 lượng máu, nhưng vẫn phi thẳng vào căn nhà vừa phát ra vô vàn tiếng súng. Bây giờ thì anh ấy làm gì để đốt nhà? Ui, phải cần thêm một chục chai lửa như thế này thì mới đốt được hết cái căn nhà to đùng của bên phía team Xavier cơ. Và bây giờ thì Xavier dùng mạng ơi, không sợ lửa luôn. Đó là được có mạng Faro dễ dàng cho Xavier. Cháy nhà thì mới ra mặt chuột. Choco ZR vừa rồi phi thẳng ra luôn, nhưng mà chuột lại ăn người. Và bây giờ thì thậm chí thằng Xavier được rơi ngay một kính vào đầu. Vào nóc nhà của họ, một quả nết lên thôi thì sẽ đẩy cái đinh xuống và nhặt thoải mái. Nhưng mà xem nào, ủi nhưng đó lại là một cái thính không thơm cho lắm. Một khẩu DPS, một khẩu súng mà bây giờ thì gần như là cả xã hội đều xa lánh rồi. Cùng với đó là một cái set 3, may sao thì có cái medkit là tận dụng được. Và vòng bo tiếp theo sẽ như nào đây? Dưới khu vực 6 giờ gần như là Magic vẫn đang chỉ có một mình ở đó mà thôi. Vòng bo tiếp tục giật xuống khu vực góc 6 giờ. Giật về một vị trí khá là trống và hiện tại chỉ có Magic cũng như là Deadshot cái coi đã trong bo. Và Magic thực sự thì họ đang có rất rất nhiều cơ hội ở đây khi mà cái cánh gọi là cực kỳ trống trải và sẽ thoải mái lựa chọn vị trí dành cho Magic. Trong khi đó thì những team khác họ đang vật lộn và vấp với nhau đều thể chiếm được cho mình những cái cung đường vào bo nó thực sự là an toàn. Không biết rằng vị trí của Magic có đang đẹp hay không. Nếu như có một tầm nhìn tốt thì quãng thời gian tiếp theo sẽ là một khoảng thời gian vàng mà Magic có thể cầy kill. Ngày hôm nay thì họ đã làm một game gần 20 kill rất kinh rồi. Và với vị trí thuận lợi của vòng bo như này, à không, vậy đây là một vị trí mà gần như tách biệt ra và sẽ rất khó để Magic có thể có kill. Sẽ chỉ là an toàn cho Magic thôi, chứ để nó là cầy kill thì có vẻ như đây chưa phải thời điểm đẹp rồi. Có lẽ sẽ phải tiếp tục chờ đợi, trong khi đó thì các team khác
Chúng ta xem nào, Amic chính ra cũng đang là một tuyển có vị trí khu nhà trong bo khá là ổn. Nhưng đây là một khu nhà hơi rộng quá nha. Tôi nghĩ rằng chỉ tập trung chiếm một căn thôi thì là ok. Mỗi người một góc thế này thì nhỡ chẳng may có người bị đốc thôi thì cứu cũng sẽ lại hơi khó. Hoặc chí là chọn những cái góc mà có thể bắn chéo được cho nhau. Chứ vừa rồi Amic đứng cái đội hình tôi thấy rằng không liên quan nhiều đến nhau đâu. Chính xác, gần như là mỗi người tự chơi game của mình. Và bây giờ thì sâu gióm đang nằm kề thì tự dưng ăn đạn liên tục vào mồm. Và có vẻ như là đến từ thành viên của siêu team rồi. Hoặc là IG spot ở cái hướng đó. Vinastar hiện tại thì họ vẫn còn đó là ba người chơi. Bây giờ thì di chuyển được vào thế nào đây khi đang có một cái chốt chặn rất mạnh mẽ trước mắt, đó là thành viên của Xavier. Rất quy củ ở trong map thì VKND đã là phút thi đấu thứ 26 rồi và chúng ta vẫn còn lại tới 32 player với 13 team. Rõ ràng map VKND luôn là một map có nhịp độ chậm và trận đấu nó nhanh thì cũng phải mất đến tầm 28 phút thi đấu mới thể phân được thắng bại. Và bây giờ thì Vinastar cũng di chuyển được vào một cái khu vực khá là an toàn, nhưng bây giờ Chocosier cũng đang tiếp cận rồi và sẽ là một pha đấu một bước một còn thôi. Chocosier bị bắn yếu đây. Sầu dòm cố gắng xây smoke những người nằm xuống đầu tiên trong cái cuộc chiến này, đó lại là Crazy Dog. Khi mà họ bị bắn vào từ quá nhiều mắt, Master nối gót theo sở chỉ top 12. Bây giờ thì Vũ Thỏ cũng đang gặp khó, không có nhiều phạm vi di chuyển. Rất may mắn đó là Ricky chưa nhìn thấy Vũ Thỏ trong tình huống này. Ricky đây rồi, cuối cùng thì không. Vậy đó là mạng dành cho vị trí của Marco. Từ một khoảng cách khá là xa nha, chứ không phải đơn giản đâu. Và Matrix họ đã có được cho mình cái điểm hạ gục của bên phía team đối phương. Hiện tại chúng ta chỉ có lại đó là 10 team với 26 player thôi. Phút tiếp theo sẽ là những phút cực kỳ nóng bỏng. Deadshot đang cố gắng sinh tồn ở đây. Nghe thấy ở ngoài nhà mình đang có người cắn máu rồi. Vấn đề đó là Deadshot sẽ nằm yên và chờ đợi thôi. Rồi xong, một nhẫn giả mang tên Deadshot và người nằm xuống rồi chắc chắn sẽ là mid. Nhưng đó lại là một pha KS kill tới từ Kingman. Rất khó chịu, bắn đối phương trừ 99 rồi nhưng mà lại bị người khác ăn mất. Rồi Deadshot chắc chắn là tức lắm rồi đây. Deadshot sẽ làm gì trong phút tiếp theo? Căn nhà này khả năng rất cao là bó tiếp theo sẽ ao. Lúc đó thì tôi chưa hình dung ra là Deadshot di chuyển ra ngoài kiểu gì. Thậm chí còn đang có những quả nết được dã vào vị trí của Deadshot. Và vòng bó tiếp theo sẽ là như thế nào đây? 25 player còn lại. Đây thấy mới chỉ một phút trôi qua thôi mà hơn 10 player đã phải nằm xuống. Vòng bó tiếp theo gọi tên các thành viên của Xavier. Tâm của vòng bó đang được chiếm bởi cái đầu lạnh. Phần nào đó thì Rabbit cũng có thể cover được. Trong khi đó thì bây giờ Matrix Arbor họ phải di chuyển lên. Talon vừa bị dừng lại ở vị trí top 10 và chúng ta chỉ lại đó là 9 team. Amic, căn nhà của họ ở vòng có trước là đẹp nhưng bây giờ cũng đang trở nên rất xấu rồi. Vinastar cũng đã bị quét sạch bởi các thành viên team đối phương và chúng ta tiếp tục nói lời chia tay. Đứng thêm đội tuyển nữa. Hiện tại thì lại 8 team rồi, diễn biến đang đẩy lên rất nhanh trong vòng qua thứ 6 này. IG Sport đang tận dụng một cái góc cực kỳ đẹp trên đồi của mình để có thể cày kill và thời điểm hiện tại họ đã có tới 5 rồi. Trong khi đó thì ở khu sườn đồi vẫn còn đó những cái tên như Xavier và siêu team. Deadshot thì tạm thời cũng đã di chuyển ra khỏi căn tròi của mình, có trả thêm ra những con smoke để lấy phạm vi di chuyển. Nhưng có lẽ cũng chỉ đến đây thôi, không còn smoke nữa thì lối đi nào cho Deadshot đây? Mỗi team đều đang chỉ cố chiếm cho mình được những cái vị trí nhỏ nhỏ để cố gắng sinh tồn mà thôi. Và chúng ta có thể thấy được là Xavier họ đang tách ra cả cái đầu lạnh như Rabbit, gần như là solo squad luôn rồi, không thể nào di chuyển gần đến để hỗ trợ nhau được. Bây giờ thì Infinity IQ bắt đầu trả ra một con đường smoke để muốn áp sát vào khu chân núi này. Nhưng với góc đứng cực đẹp của IG thì Infinity IQ sẽ di chuyển như thế nào đây? Tất cả các họng súng đều đang focus vào vị trí của Infinity IQ. Vâng, quan 1v4 tầm nhìn quá đẹp với khẩu 36C của mình. Liệu rằng có ai của Infinity IQ phải bỏ mặc lại đây? Bắt đầu bị ăn những hit đạn rồi. Đến tiếp tục bắn sang và bây giờ thì người nằm xuống đó là Massive của Amic trong tay thì Magic. Tiếp tục thì IGE cũng mất cả giác nữa. Magic họ đang đến thời điểm lên tiếng rồi. Một cái khoảng đất nhô lên đây cũng khá là ổn cho họ để có thể cày được lượng kill. Và chọn vị trí ui, một tiếng chọn vị trí rất khôn ngoan tới từ Marco và những người đồng đội. Cao hạ gục đi vị trí của Amic siêu rồi. Tuy nhiên thì Amic đang áp sát được vào vị trí của Cao và cần phải có những sự hỗ trợ nhất định dành cho player trẻ này. Nên sẽ được ném ra, có vẻ như Cao đọc ra được vị trí của Cam rồi và đó là một nết không để chính xác hơn. Ngày hôm nay thì các thành viên của Magic đang thể hiện khả năng ném nết quá là chuẩn xác của mình. Và giờ thì Amic mới đang là những gặp khó khi siêu đã bị knock out và chuẩn bị hạ gục rồi. Gã ăn một quả lửa ở đây nhưng quả lửa này sẽ không xi nhê gì đâu khi Cao vẫn còn rất nhiều phân kit, 4 phân kit và cả máu nước nữa. Bên phía Amic có khả năng Cao đó sẽ bị quét sạch khi vẫn còn cả cái tên Rabbit Xavier đang ở ngay trước mắt họ. Nào, Cao tiếp tục thể hiện kỹ năng cá nhân của mình thôi. Có một tí di chuyển xuống để có thể hỗ trợ cho người em của mình tới từ Marco. Cao confirm được Cam và đó là dấu chấm hết dành cho đội hình của Amic. Vâng, một khoảng thời gian mà Magic họ đang cày một mạch lên 5 kill rồi. Thời điểm đầu họ không có bất cứ kill nào và Hàng Legion vừa rồi cũng đã bị shot out vị trí top 6.
mà Trick họ đang từ từ tiến vào trong bò. Trong khi đó thì có một đối trọng khác gọi là IG Sport cũng còn nguyên cả 4 người, và đây có lẽ là hai đội tuyển đang có chuyển cơ hội tốt một cao nhất. Nhưng vừa nói xong thì còn một vừa bị bắn động bởi cái thành viên team Trick rồi. Và vòng bò tiếp theo đã từ chối Magic, nhưng tình huống bắn vừa rồi của Ghe đã tự mở ra cho Magic một con đường để có thể vào được bò. Bây giờ thì họ cần phải mở sang cái cánh của IG Sport chứ không nên quá tham kiêu trong tình huống này. Nên là những tình huống di chuyển chung. Cao bắt đầu di chuyển lên được cuộc đỉnh núi rồi. Cao hạ gục đi vị trí của Jack. Và bây giờ thì Cao sẽ làm gì đây? Cái đầu lạnh có cho mình một mạng của Deadshot. Cao vẫn chưa thể đẩy thêm được khi mà trong quả smoke này Cao biết rằng còn người. Một tình huống công quá tự tin từ Cao và đang phát huy hiệu quả tối đa rồi. Và đây là chuyện bắt Rocking Man thôi thì IG Sport gần như là vỡ trận hoàn toàn. Dù nào vẫn đang có ẩn nấp trong quả smoke này, nhưng liệu được bao lâu nữa đây? Quả smoke sắp tan rồi. Cao. Cao làm cái gì vậy hả Cao ơi? Pha di chuyển rất khó hiểu và bây giờ thì Cao đang gặp nguy hiểm rồi. Suýt chút nữa đã bị confirm bởi Rapid. Kingman bắt luôn đi cả Seal Team và đó là top thứ tư dành cho Seal. Hiện tại thì Ghe cũng đang tiến vào vùng bò với chiếc xe rất tự tin. Và Magic họ còn 3, IG cũng còn 3, Xavier còn 2. Tuy nhiên thì có vẻ như Magic sắp sửa cứu lại Cao rồi. Lúc đó thì họ sẽ có lợi thế hơn người so với những team còn lại. Đây là những góc mà Magic đang có khá nhiều lợi thế khi mà IG ra để thấy được cú ăn 14 là Sunoa đã gần dần bị tách nhau ra rồi. Nhưng vừa rồi là một pha bắn tốt tới từ vị trí của Rapid. Rất may mắn là Marco chưa bị confirm. Nhưng bây giờ thì cơ hội cũng đang được chia đều dành cho Xavier cũng như là IG Esports. Đấu vẫn đang là khó đây, nhưng Break lại ném nét thẳng vào mông của Cao. Cao nằm xuống rồi, Magic họ đang tự hủy dần dần trong cái vòng bo này. Cái và chuyện vậy? Quái quỷ gì vậy? Ghe và Marco đang cố gắng thì hai người em nhỏ đó là Break và Cao lại tấu hài. Đúng là trong những cái khoảnh khắc quan trọng thì Cao cũng như Rick luôn luôn biết tỏa sáng để đem về lợi thế cho team đối phương. Vâng, bây giờ thì chắc là cả IG cũng như là Xavier họ đang thầm cảm ơn các thành viên của bên phía Magic, vị trí của Cao và Brick. Và bây giờ thì Kingman kết thúc được mạng của Rabbit rồi. Xavier chỉ lại một mình vị trí cái đầu lạnh thôi. 4v3v1, Xavier là đội gặp khó nhất. Trong khi đó thì cơ hội đang chia đều dần cho bên phía IG cũng như là Magic. Tuy nhiên thì cái đầu lạnh cũng đang sinh tồn khá là ổn ở đây. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Đây là lúc mà kinh nghiệm cũng như là đẳng cấp sẽ lên tiếng. Đang là một khoảng gian chờ đợi đến từ Xavier cũng như là IGE thôi. Hy vọng của họ đó là bên phía Magic tiếp tục mắc sai lầm. Và liệu rằng có sai lầm là đến từ Magic không đây? Break có pha di chuyển rất khó chịu, liên tiếp là nhấp nhà thôi. Xavier không thể làm gì được cả, cái loại đã mất rất nhiều máu rồi. Cố gắng cuốn bandit lên nhưng không còn máu vào nước nữa. Sẽ là rất khó để thể sinh tồn được tới vị trí cái đầu lạnh. Và mình nghĩ rằng là sẽ top 3 cho Xavier. Đây là một góc mà vòng bo nó sẽ thu vào bên phía của Kingman trước. Và Magic nếu như họ có một khoảng tham minh chuẩn thì sẽ có rất nhiều lợi thế đây. Thêm một quả smoke nữa được trả ra tới từ cái đầu lạnh. Hết sạch máu nước tới từ Brick rồi. Và bây giờ thì bắt đầu tăng lên. Đổi sang khẩu Uzi. Quan 1 vẹn 4 nằm xuống không. Đúng hơn đó là một tình huống có mà Quan 1 vẹn 4 trước khi nằm xuống bởi Brick. Tiếp tục thì Brick vẫn như là crowd đều mất người rồi. Marco cũng đã nằm và bên phía của Magic bất ngờ họ chỉ lại một mình cái tên Ghe thôi. IG thì vẫn còn hài. Bây giờ nếu bắt được cái đầu lạnh nữa thì top 1 sẽ đến với IG rất dễ dàng. Cho chúng ta xem nào. Cái đầu lạnh vẫn đang ẩn nấp nhưng Sunoa đã đoán biết được rồi và Sunoa đang đi tìm kiếm đối phương. Và đây rồi thì thấy rồi nha. Nhưng đó là tiếng bắn tốt đến từ cái đầu lạnh cơ. Sunoa nằm xuống và tiếng đưa trở về đó là 1v1v1. Sao vừa bị quét về vòng bò rồi. Và chúng ta chỉ lại đó là IG đang cố gắng cắn máu trong tình huống này. Tuy nhiên thì Ghe lại một lần nữa thể hiện cái khả năng y tá của mình, 8 bịch first kit. Trong khi đó thì Kingman chỉ là 5 mà thôi. Và đó lại là một cái top 1 dành cho Magic United.